Chào anh em, hôm nay mình lại có mặt tại Vinhome Ocean Park sau khoảng một tuần. Một tuần mình phải nghỉ tại vì là từ bắt đầu cái căn bệnh Covid mà bệnh nhân số 17 lây lan liên tục, bây giờ đến hơn 80 người rồi. Đây là biển hồ, sau một tuần quay lại thì vẫn chưa có gì thay đổi nhiều. Công nhân vệ sinh khu vực lòng hồ rất là đông. Như anh em nhìn thấy phía dưới này nhá. Đấy, hiện tại công nhân họ thi công cái phía lòng hồ, khoảng chỗ này chắc phải khoảng 50 người. Anh em nhìn thấy như kiến ở xung quanh hồ. Các cô chú công nhân. Đấy, họ thi công quét dọn rồi sơn một cái lớp gì đấy ở xung quanh, có thể là chống thấm. Cứ từng top 1, mỗi top khoảng hơn chục người, 15 người. Đấy, phía xa này cũng có một top này, 2-3 top nữa. Họ thi công ở cái bờ hồ. Mình quay lại thì cái khu sao biển số 19, 17 này thì cũng đã bắt đầu sơn lót hoàn thiện phía ngoài rồi. Ngày trước cách đây một tuần là vẫn màu xám xám, giờ đã hoàn thiện sơn lót mặt ngoài. Phía trung tâm thương mại này thì cái nhà hàng này cũng hoàn thiện sơn lót rồi. Covid nên mọi người hạn chế ra ngoài, nhưng mình đến công trường mình cảm giác rất là đông. Lúc mình sang đây là hơn khoảng 1:30 chiều thì bắt đầu công nhân đi làm. Gặp ngoài cổng rất là đông. Sang cái phía biển hồ hồ nước ngọt này thì cái dãy sau biển 18 mặt ngoài này, hoặc những sau biển 8-10 cũng những căn đầu hồi bắt đầu sơn lót hoàn thiện hết rồi. Đấy, đây là những căn biệt thự đơn lập sau biển mặt hồ nước ngọt 24,5 hecta cũng sơn lót trắng hết. Sang bên này chính là biệt thự đảo Ngọc Trai. Biệt thự đảo Ngọc Trai sau một tuần mình quay lại thì cũng sơn trắng hết rồi. Sơn trắng mặt ngoài chứ không còn sơn lót nữa, mà họ sơn trắng mặt ngoài. Đấy là những căn biệt thự đảo Ngọc Trai. Phía xa thì các cái căn hộ chung cư cũng đã hoàn thiện và nhìn nó rất là sạch sẽ. Chắc có thể là do mấy hôm nay trời bụi, xong là sau đó có mưa thì nó gột rửa những cái bụi bẩn thì cũng đã khá là sạch sẽ rồi. Đấy là biệt thự đảo Ngọc Trai. Đây là biệt thự Ngọc Trai này. Cái dãy mặt hồ hầu như sơn lót, hoa sơn trắng rồi. Khi mà đi từ khu vực cổng số 6 ở trong dự án thì chạy theo cái đường san hô và hải âu ấy, thì cảm giác hoặc dự án họ hoàn thiện rất là đẹp, thay đổi từng ngày. Quảng trường thì họ đang làm cái phông bạt, không biết là để chức tổ chức cái sự kiện gì. Chắc chủ đầu tư họ tổ chức, mình thấy có logo của Vinhome.
Mình đang đứng tại tầng 3 của một căn biệt thự đơn lập Hải Âu mà có thể view được trọn bộ biển hồ. Đó, đây là góc view ban công tầng 3 của một căn biệt thự đơn lập Hải Âu dãy 01. Này gió khá là lạnh, nó sẽ rơi vào khoảng 22 đến 25 độ. Ở xa thì mình có nhìn thêm được các cái tòa như khu vực chung cư Ruby thì cũng lên đến khoảng tầng thứ 12, 13 rồi. Đây là khu vực chung cư Ruby mà nó cầu đang nhô lên sau với một số căn biệt thự Ngọc Trai. Tòa chung cư tiếp theo ở khu vực này mình thấy cầu thì bắt đầu chuyển về rồi.